Bài thơ Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Tác giả Dòng sông Lam. Bài thơ lập từ. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp giặc với võ gào. Thế giới ngồi xem người ngơ ngác. Hỏi ra mới biết món quyền gào. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp bọn dâu kéo lưỡi. Thế giới ngồi xem ngác ngơ người. Hỏi ra mới biết gào quyền món. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp bọn gừng với tỏi. Thế giới ngồi xem người ngơ ngác. Hỏi ra mới biết món quyền gào. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp bọn ăn từ thiện. Thế giới ngồi xem ngác ngơ người. Hỏi ra mới biết gào quyền món. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp bọn đánh dây nịt. Thế giới ngồi xem người ngơ ngác. Hỏi ra mới biết món quyền gào. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp bọn kiến leo cao. Thế giới ngồi xem người ngơ ngác. Hỏi ra mới biết món quyền gào. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp bọn đồng đền điếm. Thế giới ngồi xem ngác ngơ người. Hỏi ra mới biết gào quyền món. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Dùng mồm dẹp bọn gừng nghệ cốt. Thế giới ngồi xem ngác ngơ người. Hỏi ra mới biết gào quyền món. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Bãi rác ma sơ món võ gào. Đánh cho tan tác bao kẻ xấu. Thế giới ngồi xem ngác ngơ người. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Đại nạn bà mon món võ gào. Đánh cho tan tác bao đầu gấu. Thế giới ngồi xem ngác ngơ người. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Bao kênh YouTube cứ thế gào. Mỗi người một vẻ tìm miếng cháo. Thế giới ngồi xem ngác ngơ người. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Thế giới ngồi xem chúng ta gào. Lấy tiền Mỹ đế kênh YouTube. Việt Nam ta kỳ lạ làm sao? Hà Nam, 13 tháng 11 năm 2021. Tác giả Dòng sông Lam tản mạn. Kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.